everyone. Welcome to English Fighting. I'm very happy to be your language buddy. In Vietnamese, we only have one way to say this number. But in English, there are many ways. Oh, zero, not, nil, of. Oh. Các bạn để ý thấy số 0 được đọc giống như chữ cái O trong bảng chữ cái tiếng Anh đúng không ạ? Số 0 được đọc là O trong các trường hợp như sau. Trong dãy số điện thoại, phone numbers, chúng ta đọc số 0 là O. Can I have your phone number? Yes, it's 643-528-2090. Chắc các bạn đã quen thuộc với series phim nổi tiếng James Bond, Điệp viên 007 đúng không ạ? Để đọc mật danh 007, trong tiếng Anh chúng ta đọc là 007. 007. Double tức là đôi, gấp đôi. Ở đây có hai số 0 đứng cạnh nhau nên được đọc là 007. Chúng ta cũng dùng O khi đọc số phòng, room number, số xe buýt, bus number, hay năm, year. I live in room 805. Mary usually takes bus 303 to go to school. Mr. Smith was born in 1908. Zero. Zero được dùng nhiều trong toán học, khoa học. 0 plus 4 equals 4. 0.6. 0 gravity. Khi nói về nhiệt độ, temperature, chúng ta cũng dùng 0. It was 3 degrees below 0 last night. Not. Not cũng dùng trong số thập phân giống như là zero. Ở trên chúng ta có 0.6. Các bạn có thể nói là not 0.6. Các bạn còn nhớ khi chúng mình còn bé, chúng mình hay chơi trò chơi này đúng không ạ? Trò chơi này trong tiếng Anh được đọc là knots and crosses. Vậy còn nil thì sao ạ? Nil. Chúng ta dùng nil khi nói về tỷ số trong bóng đá. In the football match yesterday, the final score was 5-0. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên khi nghe thấy 30 love. Không có gì liên quan đến tình yêu đâu ạ. Love là cách đọc số 0 khi nói về tỷ số trong tennis. 30 love. 30 love.